chủ quản DC Group chính thức thông báo đình chỉ công tác và bãi nhiệm chức giám đốc sáng tạo của Duy Muối sau phát ngôn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi bình luận về nam sinh nắm mất của Bác Trọng là số hotline, Duy Muối đã nhận vô vàn chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Và vừa xong, công ty chủ quản của anh là DC Group cũng đã ra thông báo chính thức về sự việc này. Cụ thể, phía công ty quyết định sẽ đình chỉ công tác nhân sự Trần Mạnh Duy, Duy Muối tại DC Media, bãi nhiệm chức vụ giám đốc sáng tạo từ ngày 20 tháng 7 năm 2024, đồng thời đóng tất cả các tài khoản mạng xã hội của ông Trần Mạnh Duy, giảm thiểu việc lan truyền các thông tin tiêu cực. Tự do ngôn luận không phải là tự do tùy tiện phát ngôn, mà là một trách nhiệm được thực hiện theo các chuẩn mực pháp lý và đạo lý. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh tư tưởng, văn hóa và giữ vững ổn định trật tự xã hội. Việc hiểu đúng tự do ngôn luận không chỉ là tôn trọng quyền lợi cá nhân, mà còn là sự nhận thức về trách nhiệm, đạo đức và pháp luật trong việc sử dụng quyền này. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi.